Này Ajivasana, như vậy có phải ông nói sắc là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, ác hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta? Rồi tôn giả Gotama, như vậy tôi nói sắc là tự ngã, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã, hành là tự ngã, thức là tự ngã, và như đại chúng này cũng vậy. Ý vị đấy muốn lôi kéo tất cả cái đại chúng lại cũng đồng cái quan điểm của mình, đồng tình với lại cái tư tưởng của mình, để lấy cái số đông ấy để áp đảo cái tư tưởng cho rằng là tất cả quần chúng đại đa số người ở đấy đi theo vị tới 500 vị Nisavi, cũng đồng cái quan điểm với vị ấy cho rằng năm uẩn này là tự ngã, năm uẩn này là có tự ngã. Rồi này Agyugesana, đại chúng này có quan hệ gì với ông? Này Agyugesana, hãy giải thích lời nói của ông. Tôn giả Gotama, như vậy tôi nói sắc là tự ngã, thọ là tự ngã, tưởng có tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta. Này Agyugesana, ta sẽ hỏi ông trở lại vấn đề này, ông có thể trả lời nếu ông muốn. Này Agyugesana, ông nghĩ thế nào một vị vua sát đế nị khi đã làm lễ quán đảnh như vua Basenadi, nước Kosana, vua Achatatukon và Videhi, nước Maganda, có quyền hành trong quốc gia của mình, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tẩn suốt những ai đáng bị tẩn suốt không? Tôn giả Gotama, một vị vua sát đế nị đã làm lễ quán đảnh như vua Basenadi, nước Kosana, vua Achatatukon và Videhi, nước Maganda. Vua này có quyền hành trong quốc gia của mình, muốn giết ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tẩn suốt những ai đáng bị tẩn suốt. Này tôn giả Gotama, cho đến các giáo đoàn của các đoàn thể như các Vachi, Mana vẫn có quyền hành trong quốc gia của mình, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tẩn suốt những ai đáng bị tẩn suốt. Còn nói gì đến một vị vua sát đế nị đã làm lễ quán đảnh như vua Basenadi, nước Kosana và vua Achatatu, nước Maganda. Này tôn giả Gotama, vị ấy có quyền hành ấy, xứng đáng có quyền hành ấy. Này Agyugesana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói sắc là tự ngã của ta, ông có quyền hành gì đối với sắc ấy? Và có nói được rằng sắc ấy của tôi như thế này, sắc ấy của tôi phải không như thế này không? Thế là cái câu hỏi mà Đức Phật đã nói gợi ý để cho cái vị du sĩ sát chá cá này rơi vào cái quan điểm của mình, bị rơi vào một cái bẫy mà Đức Phật đã đưa ra trước, nói rằng là một cái vị có quyền hành, vị ấy có quyền xử chém những cái người có tội ở trong cái đất nước của mình. Vậy thì một cái người nói rằng là sắc này là có cái tự ngã của tôi, vậy thì khi vị ấy mà bị một cái người có một cái quyền lực hơn, vị ấy có thể làm hủy hoại cái sắc này, thì lúc đấy bản thân vị ấy có thể làm chủ được không? Vậy thì vị ấy nói rằng cái sắc thọ tưởng hành thức này là có tự ngã, nó là của tôi, thì vị ấy có thể chống lại được cái quyền lực, chống lại được cái sự sát hại của một cái người có quyền lực không? Có thể hủy hoại cái tự ngã này từ một cái người có quyền lực khác. Vị ấy lúc đấy vị ấy hoàn toàn không có một cái quyền hành gì đối với cái sắc thân này. Điều đó Đức Phật muốn gợi cho cái vị sắc chá cá này nói hiểu ra rằng cái thân năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này, mình không có tự chủ được nó một chút nào. Không phải là vì có một cái người có quyền lực nào đấy có thể đến tàn sát mình, nhưng mà cái già, cái bệnh, cái chết, cái thời gian nó chi phối, cái sự vô thường nó chi phối, và cái sắc thân này nó bị trôi theo cái quy luật đó, nó bị tàn hoại theo từng ngày, từng tháng. Cái điều đó rất dễ dàng có thể nhận ra được bởi một cái người có trí tuệ, chứ không cần phải là một cái phải diễn ra một cái cuộc tàn sát nào đó mới có thể nhận ra được điều đó. Và cái điều này Đức Phật chỉ cần gợi nên một cái sự nhắc nhở như thế để cho cái vị sắc chá cá này hiểu ra rằng là cái quan điểm của mình đã hoàn toàn bị sai lầm, nói rằng là cái sắc này là có tự ngã,
Nhưng mà vị ấy, Đức Phật thì hỏi rằng ông có thể làm chủ được cái tự ngã này không? Có quyền gì với cái tự ngã này không? Có cái quyền gì? Tức là có cái quyền mà điều hành cái tự ngã này, điều hành cái sắc thân này không? Có thể điều hành được cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức này không? Có thể làm cho nó trẻ mãi không già, làm cho nó sống mãi không chết, làm cho nó mạnh khỏe mãi không ốm đau được không? Thì chỉ cần như thế thôi là đã đủ hiểu ra rằng là cái sắc thọ tưởng hành thức này là mình không có tự chủ, mình không có cái tự ngã ở trong đó. Nó là đất, nó là nước, nó là lửa, nó là gió, nó là cái vật vô tri vô giác ở bên ngoài, nó có cái quy luật của nó, mình đang chấp nó mà thôi. Mình đang chấp cho rằng cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi mà thôi. Nó giống như là bây giờ cái cục đờm nó ở trong mình ấy, thì nó là mình, nhưng mà mình khạc nó ra ngoài cái thì nó lại là một cái vật đáng ghê tởm. Nhưng khi nó ở trong mình thì mình lại thấy nó là đáng là yêu quý. Tất cả những cái bộ phận, những cái phần gì trên thân thể của mình cũng thế. Khi mà mình còn đang chấp nó, đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì nó yêu dấu hơn bất cứ một cái gì trên đời. Nhưng khi mà mình bỏ được một cái gì đó ra ngoài rồi thì mình không dám nhận lại nó nữa. Mình thấy nó ghê tởm, thấy nó đáng kinh tởm, thấy nó quá là hôi thối, không có cái gì đáng ghê sợ bằng. Nhưng mà vì con người ta không nhận thức, không ý thức, không tỉnh ngộ, không giác ngộ, không thấu hiểu được điều đó, cho nên có cái chấp trước cho rằng cái thân này là tự ngã của mình. Nhưng mà khi nào mình hiểu được ra, thấy nó không phải là của mình rồi thì mới giác ngộ. Còn mình còn nghĩ nó là của mình thì còn là vô minh, còn tham ái, còn chấp thủ thì sẽ còn trói buộc và còn khổ đau. Thì đấy là cái quan điểm khác nhau như vậy. Nên Đức Phật đã gợi cho cái vị Sakka này hiểu ra được cái vấn đề cái năm uẩn này là vô ngã. Khi được nói như vậy, Nigantha Putta Sakka giữ im lặng. Lần thứ hai, Đức Thế Tôn nói với Nigantha Putta Sakka: Này Ajivesana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói, sắc là tự ngã của ta. Ông có quyền hành gì đối với sắc ấy? Và có nói được rằng sắc của tôi phải thế này, sắc của tôi không phải như thế này không? Lần thứ hai, Nigantha Putta Sakchaka vẫn giữ im lặng. Rồi Thế Tôn nói với Nigantha Putta Sakchaka: Này Ajivesana, nay ông phải trả lời. Nay không phải lúc ông giữ im lặng nữa. Này Ajivesana, ai được như nay hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà ông trả lời, thời đầu của người ấy sẽ vỡ ra làm bảy mạch ngay tại chỗ. Đây là một cái lời nói rất là thật của Đức Phật, chứ không phải dọa đâu. Đức Phật mà hỏi ai một cái câu hỏi hợp lý, đến lần thứ ba vị đó không trả lời, thì ngay tại cái chỗ ngồi đấy, đầu của vị đó vỡ ra làm bảy, vỡ tan là nằm bảy mảnh, ngay tức thì, ngay lập tức, ngay tức khắc, chứ không phải là Đức Phật nói đùa. Thì Đức Phật đã nói đến câu lần thứ hai rồi, mà cái vị này vẫn không nói, tức là vị này lúc đấy đã biết là mình sai, đã biết là mình thất bại, biết rằng cái quan điểm của mình là hoàn toàn sai lầm khi mà đưa cái quan điểm về nói về năm uẩn là có tự ngã này ra để luận chiến, và vị ấy đã biết mình thất bại, sai hoàn toàn, không thể nào nói nên được một cái lời gì nữa. Chỉ một cái câu hỏi đầu tiên thôi, Đức Phật nói nên ông có quyền gì với cái sắc này ông, mà đã không thể trả lời được rồi. Và vị đấy lúc đấy dùng cái biện pháp đó là giữ im lặng để lảng tránh vấn đề sang một cái vấn đề khác, hoặc là giữ im lặng để cho qua cái câu chuyện đó, hay là để mong rằng Đức Phật sẽ đem ra một cái gợi ý hay là một cái chủ đề khác để biện luận. Nhưng mà Đức Phật vẫn cứ hỏi đến lần thứ ba, bắt vị này phải trả lời cái quan điểm của mình. Và Đức Phật nói, nếu như một cái câu hỏi hợp lý, ta hỏi đến lần thứ ba mà không trả lời, thì ngay tại chỗ ngồi này đầu ông sẽ vỡ ra làm bảy mảnh. Đấy là chỉ có cái năng lực của một vị Phật ở trên đời là như thế. Khi Đức Phật đã hỏi ai một cái câu thứ ba mà không trả lời thì đầu sẽ vỡ tan. Lúc bấy giờ thần Dạ Xoa Kim Cang Thủ đang cầm một chùy sắt to lớn cháy đỏ sáng chói đứng trên hư không trên đầu Nigantha Putta Sakchaka, với ý định nếu Thế Tôn hỏi đến câu thứ ba một câu hỏi hợp lý mà Nigantha Putta Sakchaka không trả lời thì ta sẽ đánh bể đầu nó ra làm bảy mảnh.
Chỉ có Thế Tôn Nigantaputta Sakyaka mới thấy được thần Dạ Xoa. Này, lúc ấy Nigantaputta Sakyaka sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược, chỉ tìm thấy sự che chở nơi Đức Thế Tôn, chỉ tìm thấy sự an ổn nơi Đức Thế Tôn, chỉ tìm thấy sự nương tựa nơi Đức Thế Tôn. Liền bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, hãy hỏi tôi sẽ trả lời. Đấy, khi mà cái vị này nhìn thấy một cái vị thần Dạ Xoa tay cầm chùy kim cương đứng ở trên đầu đang chuẩn bị đập vỡ đầu mình thì kinh sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, ghê gớm, không còn dám im lặng nữa, và lúc đấy vị đấy sẽ trả lời. Thì có hai câu chuyện liên quan đến những cái câu hỏi này. Có một cái trong một cái bài kinh Ampatha, có một cái vị Bà La Môn trẻ đến biện luận với Đức Phật. Đến khi mà vị ấy đuối lý rồi không trả lời được nữa, giữ im lặng, Đức Phật cũng nói: Thế ta hỏi đến câu thứ ba mà không trả lời thì đầu cũng sẽ vỡ ra làm bảy mảnh. Thì cái thực tế là nếu như lúc đấy vị ấy không trả lời thì đầu vị ấy sẽ vỡ ra làm bảy. Nhưng mà cái lúc này là Thiên Chủ Sakka, vua trời Đế Thích, vì cái lòng hộ pháp cho nên không muốn cho một cái chúng sinh phải chết trước mặt một vị Phật Thánh Đằng Gia. Cho nên Thiên Chủ Sakka đã phát nguyện đó là sẽ hộ pháp khi có ai đó có cái sự ngang bướng mà Đức Phật hỏi mà không trả lời, thì vị ấy sẽ dùng cái chùy kim cương của mình để đe dọa bắt cái vị đó trả lời, cũng chính là cứu mạng sống của cái vị đó, để cho vị đó khỏi chết ngay tại chỗ. Chứ nếu như mà không có cái vị Sakka Thiên Chủ này hiện ra một cái hình Dạ Xoa ghê sợ, tay cầm chùy kim cương đứng trên đầu đe dọa như thế, mà cái vị Sakyaka này cứ giữ im lặng đến lần thứ ba, thì chắc chắn vị ấy sẽ chết ngay tại đó. Vị ấy sẽ vỡ đầu ra làm bảy mảnh mà chết. Thì chính vì vậy cho nên là Thiên Chủ Sakka đã dùng cái gình ghê sợ của mình để uy hiếp, để dọa, là cho cái vị này sợ hãi, kinh sợ, màn trả lời cái câu hỏi của Đức Thế Tôn để vị ấy khỏi chết ngay tại đó. Đấy là cái sự hộ pháp, hộ trì giáo pháp của Thiên Chủ Sakka. Lúc này Thế Tôn mới hỏi: Này Achiwesana, ông nghĩ thế nào? Như ông nói sắc là tự ngã của ta, thì ông có quyền hành gì đối với sắc ấy, và có nói được rằng sắc của tôi phải như thế này, sắc của tôi phải như thế này không? Thưa không, Tôn giả Gotama. Và lúc này vị ấy đã thừa nhận rằng vị ấy không làm chủ được với sắc của mình, tức là vị ấy đã thừa nhận cái quan điểm của Đức Phật, đó là sắc này là vô ngã. Tức lúc trước thì vị đó còn cứng đầu, vị đấy nói là sắc là có tự ngã. Thì Đức Phật thì nói: Ông có quyền hành gì với sắc này không? Thì vị đó đã hiểu ra, vậy thì vị đó không làm chủ được với sắc này. Lúc đấy vị đó đã nói thưa không, tức là không có quyền hành gì với sắc này cả. Vậy thì lúc này là vị đã thừa nhận rằng sắc là vô ngã, và đã thừa nhận, chấp nhận cái quan điểm của mình là sai trái, là không đúng với sự thật, là ngu si, là dốt nát. Và chấp nhận rằng cái tư tưởng của Đức Phật mới là đúng với chân lý, đúng với sự thật. Nghe nói như vậy, Nigantaputta bạch với Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama, chúng tôi thật sự lỗ mãng, chúng tôi thật sự khinh suất, chúng tôi đã dám nghĩ dùng lời nói để nuốt chiến với Tôn giả Gotama. Nay Tôn giả Gotama rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu với con voi điên, nhưng không thể có sự an toàn cho một người chiến đấu chống lại Tôn giả Gotama. Này Tôn giả Gotama, rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu chống lại đám nửa hừng, nhưng không thể có sự an toàn cho một người chiến đấu chống lại Tôn giả Gotama. Này Tôn giả Gotama, rất có thể có sự an toàn cho một người chiến đấu với con rắn độc dữ tợn, chứ không có sự an toàn cho một người chiến đấu với Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, chúng tôi thật sự là lỗ mãng, chúng tôi thật sự khinh suất, chúng tôi đã dám nghĩ dùng lời nói để nuốt chiến với Tôn giả Gotama. Mong Tôn giả Gotama nhận lời ngày mai dùng bữa ăn của chúng tôi với chúng tỳ kheo. Đấy là cái vị Nigantaputta Sakyaka này đã hoàn toàn kính phục, kính nể, hoàn toàn bị thuyết phục với cái năng lực trí tuệ, sự biện luận biện tài của Đức Phật, và vị ấy không thể nào mà có thể biện luận lại, tức là thấy mình hoàn toàn không phải là đối thủ, hoàn toàn là nhỏ bé. Nhưng vị này lại sau khi mà đã luận biện luận thất bại với Đức Phật, vị ấy không hề sân hận,
vị ấy không hề vị ấy không hề có cái tâm oán hận, tức là vị ấy không nghĩ rằng mình là người thất bại thua cuộc, mình là một ý, và không khởi nên cái tâm hận thù, không khởi nên cái tâm bực bội ức chế, mà vị ấy hoàn toàn thấy cái điều đó là một cái lẽ đương nhiên, thấy cái điều đó là lẽ tự nhiên, điều đó mình còn có nhiều cái ngu si dốt nát và những cái pháp của Đức Phật là đáng để học hỏi, đáng để cung kính, đáng để tôn trọng, đáng để cúng dường. Cho nên vị ấy đã hoàn toàn tán thán Đức Phật, nên đến những cái bậc cao thượng nhất, cho rằng mình là những cái người còn quá nhỏ bé đối với cái trí tuệ của Phật, và để thể hiện cái tấm lòng thành kính đối với Đức Phật, thì vị ấy chính bản thân cái vị Sakyaka này đã thỉnh mời Đức Phật cùng với tăng đoàn, cùng với tăng chúng để được cúng dường vật thực vào ngày hôm sau. Nên là cái tâm của cái vị Sakyaka này, mặc dù khi luận chiến thất bại không thành công, vị ấy cũng không đi xuất gia với Đức Phật, vị ấy cũng không trở thành đệ tử của Đức Phật, nhưng vị ấy cũng không trở thành kẻ thù của Đức Phật, vị ấy cũng không đối đầu lại Đức Phật, vị ấy vẫn có giữ một cái khoảng cách, đó là không xa không gần, vẫn cung kính Đức Phật, nhưng vẫn không theo Đức Phật, không làm đệ tử, không quy y, không làm đệ tử tại gia, cũng không làm đệ tử xuất gia, nhưng vẫn tôn trọng, vẫn cung kính, vẫn kính nể và vẫn cúng dường lên Đức Phật. Và đây cũng có thể nó là một cái nhân duyên cho vị ấy lại được gặp Phật pháp ở trong tương lai. Thì theo như chú giải thích rằng sau này cách khoảng hơn 200 năm sau thì vị đó tái sinh trở lại vào cái quốc đảo Tích Nan, thì vị ấy đã trở thành một vị tỳ kheo, một vị A-la-hán, và cũng là một vị pháp sư rất lỗi lạc, rất biện tài, rất là nổi tiếng. Và cái lúc đấy vị đấy là một cái người hết lòng hộ trì và hoằng dương Phật pháp ở tại cái xứ sở Tích Nan đó. Nên là cái hậu thân của cái vị Sakyaka này, tức là trong cái giai đoạn này, trong cái lúc được gặp Đức Phật đây, thì vị ấy chưa có đủ cái nhân duyên để xuất gia, để tu đạo, để giải thoát trong cái đời đấy. Nhưng qua những cái cuộc luận chuyến này, vị ấy đã gieo vào trong mình những cái tâm khâm phục, kính nể, cung kính cái trí tuệ của Đức Phật rồi. Cho nên là cái kiếp đấy vị ấy không có thành tựu được cái pháp giải thoát, nhưng vị ấy cũng vẫn thành tựu được cái giải thoát ở trong tương lai. Thì vị ấy vẫn có cái lòng hoan hỷ, kính trọng đối với Đức Phật, mặc dù rằng vị ấy đã thua cuộc trong cái cuộc luận chiến ấy.